Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, vừa rồi thì mình vừa mới cập nhật được một thông tin khá là buồn ở tại Lâm Đồng. Thì ở tại Lâm Đồng vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm ba cháu nhỏ đã qua đời. Thì ba cháu nhỏ được vớt lên từ cái hồ tưới nước cà phê hiện tại thì đã qua đời và vẫn chưa xác định được chính xác là có bao nhiêu em trong nhóm học sinh bị đuối nước. Thì theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 9 thì một nhóm học sinh cấp 1 đều ngụ ở thôn 5, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng dắt nhau đi chơi ở trong xóm. Lúc đi ngang qua một hồ tưới cà phê thì không may các cháu bị rơi xuống hồ và đuối nước. Thì thấy vậy thì một số bé đã chạy đi chi hô người lớn để ứng cứu. Thì lúc nhóm trẻ gặp nạn thì hầu hết những người lớn ở trong thôn 5, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng thì đều đi dự đám tiệc cưới. Và khoảng 20 phút sau thì một số người trong thôn 5 mới hay tin lao xuống hồ để tìm kiếm các cháu nhỏ, đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Thì nhận được tin báo thì đội cảnh sát phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 công an Lâm Đồng đóng tại thành phố Bảo Lộc cùng với công an thành phố Bảo Lộc và công an xã Đại Lào nhanh chóng có mặt để triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm các cháu nhỏ. Tuy nhiên khi đưa được lên bờ thì cả ba cháu đã qua đời. Thì ba cháu nhỏ được bị đuối nước được xác định bao gồm Nguyễn Thị Kim Ngân 10 tuổi và Nguyễn Hữu Bảo 7 tuổi là em của Ngân và Phạm Đỉnh Chiến 8 tuổi. Thì theo ông Phạm Công Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào, hồ tưới cà phê là nơi các cháu nhỏ gặp nạn sâu khoảng 2 mét. Hiện địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định cụ thể nhóm học sinh đi chơi gồm 3 cháu đuối nước thì có tất cả là bao nhiêu em. Vì vậy, cơ quan chức năng vẫn và chính quyền vẫn lên cái phương án tiếp tục bơm nước, triển khai công tác cứu hộ để phòng còn có nạn nhân nào khác ở bên dưới hay không. Như vậy đây là một thông tin rất là đáng buồn tại Lâm Đồng mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Thì những thông tin mới nhất mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Còn video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.